Wow, chào mừng các bạn đến với kênh review của Xe Điện Smile. Đây là một cái con xe nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì sao thì chút xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe. Đó. Và hôm nay mình mang đến cho cả nhà của chúng mình một chiếc xe đạp điện mang tên là OSAKAR STAR đến từ thương hiệu Đức Minh Osaka. Rồi, bây giờ hãy cùng khám phá chiếc xe này xem có cái ưu điểm gì mà mình lại có thể giới thiệu tốt đến như vậy ha các bạn ha. Chiếc xe này thật sự mà nói thì nó không có cái gì đặc biệt, bởi vì nó có quá nhiều cái đặc biệt. Đó. Cái điểm đặc biệt thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái mặt đèn pha nó tròn. Và các bạn cũng biết được mình rất là thích những cái thiết kế giống như cái con OSAKAR STAR này, nó được thiết kế chia cái đèn pha làm 2 tầng, giống như là cái vòng tròn cắt phân nửa vậy các bạn. Phân nửa trên nó sử dụng đèn LED và phân nửa dưới nó sử dụng đèn bi cầu. Và cái con xe này nó có một cái công tắc mà chưa hẳn những chỗ bán xe họ biết. Bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem nè. Nếu như chúng ta muốn bật cái đèn lên thì ở đây nó sẽ có chế độ nè, DMI nè, đúng không ạ? Một cái đường ngang cắt qua. Và nếu như chúng ta bật thêm một cái nữa thì lúc này là công tắc cross trên cái con xe nó sẽ bật ở trên vị trí này. Và nếu như chúng ta muốn bật vị trí pha thì chúng ta gạt qua một bên thì lúc này cái đèn pha ở dưới nó sẽ sáng lên. Khi gạt đèn pha thì đèn cross nó sẽ tắt, đúng không ạ? Và nếu như các bạn muốn bật cả 2 đèn để cho ánh sáng nó tăng sáng lên thì sao ạ? Đó. Oh my god. Wow. Mình vừa chỉ cho các bạn đó, các bạn bật cái nút ổ khóa thêm một đất nữa, lúc này cả 2 đèn nó sẽ sáng lên, nó sẽ mang cho mình một cái ánh sáng rất là sáng trên cái con xe này, có thể chiếu xa lên đến 200 m. Có một cái điểm nữa mình lại đánh giá cao trên cái con xe này, đó chính là cái dàn chân của con xe này. Trên cái con xe này nó sử dụng hệ thống vỏ là 16 x 3.0, với cái vỏ như thế này là vỏ không ruột đến từ thương hiệu Kenda. Đây để mình sẽ cho các bạn xem. Cái vỏ này là vỏ Kenda nha các bạn, đến từ thương hiệu Kenda. Và cái đi cùng với lại cái vỏ đó là một cái bánh kích thước là 16 inch. Trên cái vỏ bánh xe kích thước 16 inch nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái trải nghiệm xe nó đầm hơn, và nó làm cho cái chiều cao yên của nó thấp hơn. Nếu như đối với những dòng xe khác chiều cao yên phải từ 700 đến 750 trở lên, thì trên cái con xe này chiều cao yên nó cực kỳ thấp, chỉ tầm khoảng 650 mm. Với cái chiều cao yên này, những bạn tầm khoảng 1m55 hoàn toàn có thể sử dụng xe một cách rất là dễ dàng. Và đây là một cái điểm cải tiến nữa đến từ thương hiệu Osaka, đó chính là cái vè. Cái vè này đã được cải tiến từ vè nhựa nâng lên vè sắt, và nó sẽ cho một cái cảm giác nó chắc chắn hơn, khó bị gãy vỡ trong cái quá trình sử dụng. Đây là một cái điểm mình đánh giá rất cao. Chia sẻ một chút về cái đầu đèn, đó chính là cái cùm tay thắng với cái công tắc ngắt thắng được tích hợp tự động trong xe, và cái đèn xi nhan này nó sẽ làm cho chúng ta có thể điều hướng nó dễ dàng hơn. Và lưu ý với các bạn, công nghệ đèn trên cái con xe này hoàn toàn 100% là đèn full LED. Đó, hồi nãy mình có nói với các bạn cái chiều cao yên của con xe này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 650 mm, và những bạn cao từ 1m6, 1m55 thôi cũng có thể sử dụng xe. Và bây giờ mình sẽ mời một bạn để có thể demo cho các bạn ha. Chào em cho anh hỏi là em tên gì, em học lớp mấy và em cao bao nhiêu? Dạ em học lớp 6 trường tiểu học cơ sở Lê Lợi, và em đang có chiều cao là 1m32. Wow, em có một chiều cao là 1m32 ở 6 tuổi, vậy là chắc em gần như là ngồi ở bàn giữa đúng không? Ok, 1m32 nha các bạn. Vậy bây giờ anh mời em ngồi thử trên cái con xe này để xem nó có cao không nha. Rồi, ok, anh mời em. Đó, các bạn thấy không? Một em chỉ có chiều cao 1m32 thôi, hoàn toàn có thể ngồi trên cái con xe này. Vậy thì cái nhận định của mình 1m50, 1m55 là liệu có nói thấp quá hay không, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy nè, 1m32, tại sao là các bạn ngồi ở chiều cao này mà mình lại nói 1m55 mới có thể ngồi vừa vặn? Thì mình chia sẻ với các bạn, cái phuộc nhún trên cái con xe này, phuộc nhún đằng trước và phuộc nhún đằng sau, nó cực kỳ êm luôn. Nó êm đến mức độ khi mà cái chiều cao 650 mm, các bạn ngồi xuống nó sẽ giảm thêm được một chút xíu nữa. Và cái em này chỉ có 1m32 thôi, đúng không em? Và em ấy hoàn toàn có thể ngồi vừa con xe này. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, nhớ ủng hộ kênh Xe Điện Smile nha. Ok, cảm ơn một cái em học sinh rất là dễ thương, rất là lễ phép và rất là năng động, đúng không ạ? 1m32 hoàn toàn có thể ngồi vừa xe này nhau các bạn nha. Và cái con xe này là xe đạp điện, chúng ta không cần phải đăng ký biển số. Wow, đó là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao trên con xe này. Nói về xe, không thể nào không nhắc đến hai yếu tố, đó chính là động cơ và bình điện. Mình sẽ nói về yếu tố thứ nhất trước. Trên cái con xe này nó sử dụng động cơ là 350W đó, nhưng mà các bạn nhìn cái chi tiết trên đây nè, trên đây nó chỉ ghi có 180W nè các bạn. 48V 150W là cái thông số được đánh giá trên cái con xe này. Và các bạn biết rằng á, trên cái con xe này động cơ 350W nó sẽ giúp cho xe đi được quãng đường từ 40 đến 50 km chỉ trong một lần sạc nha các bạn. Và đó là cái chia sẻ thực tế, không hề chém gió hay là dùng một cái lý thuyết hàn lâm nào đó. Cái bè đằng sau nè cũng được Osaka họ trang bị cho cái OSAKAR STAR này, cái bè bằng sắt, nó sẽ giúp cho chúng ta bền hơn rất là nhiều lần trong cái quá trình sử dụng đó. Và cái chỗ này là cái chỗ gác chân của người ngồi đằng sau, nó được gập đi gập lại mở rất là dễ dàng. Và đặc biệt nha, cái phần chống đứng và cái phần chống nghiêng phải dành một cái lời khen cho con xe này. Ở chỗ vị trí chỗ này nó sẽ được một cái bọc chân chống bằng nhựa để giúp cho chúng ta hạn chế trầy nền nhà. Và cái con xe này cái chống đứng của nó được làm rất là tỉ mỉ, giúp cho chúng ta nhắc lên nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem. Đây ha các bạn ha, tay này mình cầm nha, trong đây có bình ắc quy nha. Đó, và các bạn nhìn nè, thấy không, chỉ với một tay thôi mà mình có thể nhấn cái này, mình có thể bật lên nó rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem cái bình ắc quy nó nằm ở bên trong này. Trên con xe này nó sẽ có hai vị trí sạc. Vị trí sạc thứ nhất là khi chúng ta mở cái yên xe này lên, đây nhấc cái này lên, thì ở đây nó sẽ có một cái dắt để cho chúng ta có thể rút ra và chúng ta cắm cái sạc vào. Và vị trí thứ hai đó chính là ở dưới đây, nó sẽ có một cái vị trí để giúp cho chúng ta có thể sạc nó được dễ dàng hơn. Đó các bạn nhìn nè. Đó. Rồi, đối với lại cái bình ắc quy này, nó sử dụng hệ là 48V 12A cho cái quãng đường đi được từ 40 đến 50 km ở cái vận tốc là từ 25 cho đến 30 km/h. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái cụm công tắc. Đây các bạn xem nè. Trên cái màn hình con OSAKAR STAR này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là TFT đơn sắc. Tuy là đơn sắc nhưng mà nó sẽ cho một cái hiển thị rất là rõ nét ở ngoài trời sáng, và nó sẽ có những cái thông số hết sức là trực quan. Không là cái audio nó giúp cho chúng ta hiển thị được cái vận tốc khi chúng ta bật ga lên này, các bạn thấy không? Và bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem luôn nha. Tốc độ nhanh, tốc độ số 1 của nó là 29 km/h và tốc độ số 2 nó sẽ rơi khoảng 35. Đó, 35 km/h trên con xe này. Nó sẽ duy trì vận tốc thực tế của nó cũng ổn định như là khi mà chúng ta dựng chống đứng vậy đó các bạn. Đó, và các bạn thấy nè, ở đây khi mà chúng ta vặn thì nó sẽ nhảy lên là 0,1 km này các bạn thấy không? Ở dưới đây nó sẽ có cái lượng pin và vị trí lượng pin này hiển thị cho 100%. Nếu như chúng ta đi thì nó sẽ tuột dẫn đây. Và cái công nghệ khi mà các bạn mua tại Xe Điện Smile, cái ắc quy thế hệ mới nó sẽ giúp cho chúng ta sạc nhồi được mà không bị chai pin nha các bạn. Các bạn phải rất là lưu ý cái điểm này, bởi vì trên con xe điện thì có hai vị trí quan trọng nhất là ắc quy và ắc quy và cái động cơ xe mình đã chia sẻ với các bạn. Đối với cái cụm công tắc bên tay trái thì chúng ta sẽ có được một cái nút bấm rất là trực quan. Nút kèn ở vị trí này, ở dưới là xi nhan và ở trên sẽ là công tắc hot pha. Đi kèm với nó là một cái tay thắng có cái hệ thống ngắt điện tự động. Và ở bên đây thì cụm công tắc bên tay phải thì chúng ta sẽ có được ba cái nút nhấn. Thứ nhất là ốp là để tắt đèn nè, bật qua chế độ ở giữa là thể hiện đèn dimming và bật qua đây là để sáng đèn lên. Cũng như khi mà các bạn muốn mà nó hiển thị cả hai cái chế độ đèn thì chúng ta bật thêm một nấc nữa đó. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ review cho các bạn xem cái chìa khóa chống trộm của con OSAKAR, và đây là chìa khóa chính hãng này các bạn. Đó, nó có thương hiệu Đức Minh OSAKAR này các bạn thấy không? Đó, bấm vô nút sấm sét 2 lần, nó sẽ giúp cho chúng ta bật lên mà không dùng chìa khóa. Đó. Sau khi mà bật lên thì chúng ta muốn tắt thì chúng ta bấm nút mở khóa và lúc này nó sẽ tắt, và chúng ta bấm nút khóa để giúp cho xe có thể kích hoạt chế độ chống trộm. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Và các bạn biết không, tại sao chúng ta lại cần phải bấm vô cái nút sấm sét để có thể mở cái khóa này mà phải bấm tới 2 lần? Bởi vì nhà sản xuất đã tính toán rất là kỹ. Nếu như chúng ta để vô túi mà chúng ta lỡ chúng ta nhấn phải thì xe nó sẽ khởi động, nó sẽ làm cho chúng ta có nhiều bất tiện, và do đó nhà sản xuất yêu cầu chúng ta cần phải nhấn 2 lần thì lúc này xe nó mới mở lên. Đó, và các bạn nhìn nè, cái động cơ nó rất là êm nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không, quay chế độ chậm nè. Đó, và nhanh hơn nè. Đó, nhanh nhất nè. Đó. Và có một cái điểm nữa, đó chính là cái vị trí để chân trên con xe này. Vị trí để chân trên cái con xe OSAKAR này thật sự mà nói với các bạn, nó không quá rộng. Nó không quá rộng. Và do đó nếu như mà chúng ta có để bất cứ cái vật dụng gì ở trên đây, chúng ta có một cái móc treo ở đây, và nếu như mà để vật dụng trên đây thì lúc này là chúng ta phải làm sao chúng ta phải đạp và chúng ta phải để chân ở trên cái chỗ này nha các bạn. Chúng ta để chân ở trên cái chỗ này. Do vậy thành ra đây cũng là một cái điểm mà mình nghĩ là một cái con xe đạp điện nó sẽ không có được cái chỗ để chân rộng rãi như những con xe máy điện đó các bạn. Với tất cả những cái điểm mà mình vừa chia sẻ với các bạn, đó là những cái điều thật sự mà mình trải nghiệm được và mình chia sẻ lại cho những cái bạn đang xem cái kênh channel Xe Điện Smile này. Và nếu như bạn là những cái bạn học sinh từ khoảng lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, hay là những vị phụ huynh có con em học trong những cái độ tuổi lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, thậm chí là lớp 9, lớp 10, chưa đủ 16 tuổi để có thể đi xe máy điện, thì đây là một con xe cực kỳ thích hợp mà mình khuyên các bạn nên đến Xe Điện Smile để trải nghiệm thử. Mình có để cái đường link và cái số điện thoại của mình cũng giống như là cái địa chỉ ở phía bên dưới, các bạn có thể nhấn vào đó và đến trải nghiệm và ra quyết định xem cái xe này nó có phù hợp với lại mình hay không nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên like, share hoặc subscribe kênh để ủng hộ mình và đội nhóm. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn.